Đó. Tôi nói như ngày hôm qua tôi đi kiểm tra cái khách sạn, tôi vô bà lễ tân tôi hỏi có trái làm gì chị, bà nó bà chạy. Tôi nói thấy bà rồi, có trái con lễ tân nó chạy thì cái đám ăn lòng xào dưa nên kia chạy mỏ nào. Như vậy là chết cả bầy rồi. Nên phát hiện ra sự cố phải báo động đầu tiên, sau đó ngắt điện mới được chữa cháy. Kế tiếp là mình thấy cái bình chữa cháy ở góc hành lang thì mình lấy mình chữa. Tôi chỉ lưu ý là việc chữa cháy không sử dụng nước để chữa cho xăng dầu, vì xăng dầu nhẹ hơn nước, mình tạt nước làm cháy lan. Và cái thứ hai là dầu mỡ đang chiên trên bếp, nếu mà mình tạt nước vô là ngày mai đi xăm một cặp chân mài 15 triệu đó. Nhớ không? Dầu mỡ trên bếp không tạt nước được. Rồi cái việc thứ tư là nhớ điện 114 cho tụi tôi hay. Ở đây là thực tập phương án nên xe sẽ đậu gần ở đây. Còn khi có cháy thì xe đậu ở đội, lỡ lên tới đây là phải 15 phút. Không thể nào nhanh hơn hết. Các anh chị điện tụi tôi nhảy lên xe, xe chở đi chữa cháy. Chứ không phải các anh chị điện tụi tôi hiện ra phun nước. Lính cứu hỏa chứ không phải lính tháng 7, điện cái hiện, điện cái hiện. Nên lúc nào lực lượng tại chỗ cũng cực kỳ quan trọng. Có cháy hay không do các anh chị quyết định, cháy lớn hay cháy nhỏ do các anh chị quyết định. Chứ không phải là tụi tôi đâu. Tụi tôi thực tập, tụi tôi hướng dẫn, tụi tôi kiểm tra, tụi tôi tuyên truyền xong tụi tôi về. Còn làm hay không là do các anh chị làm chứ không phải tụi tôi. Ngay cả kỹ năng thoát nạn cũng vậy. Cứ nhà từ 4-5 tầng trở lên đã gọi là nhà cao tầng rồi. Nên mình đến mình làm việc, mình sinh sống, mình đến mình hưởng dịch vụ. Ghé đi ăn đám cưới thôi, mình cũng phải có kỹ năng chứ. Kỹ năng đầu tiên là kỹ năng gì các anh chị biết không? Quan sát lối thoát nạn khi vào các công trình. Chữ exit ở đâu, cầu thang bộ ở đâu, hành lang bộ ở đâu, chứ không phải đi bằng thang máy rồi chỉ biết thang máy thôi. Có sự cố không biết đường nào chạy. Đó là kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ hai là hạ thấp độ cao khi có cháy. Cháy thì khói nó sẽ bốc lên trên. Ai mà càng lùn thì càng sống dai, ai càng cao thì càng chết sớm. Bà nào hả hỏng chạy bà đó đâm xuất. Phải che bớt miệng mũi lại. Thậm chí cái miếng vẽ lau lau bàn lau ghế nó dơ như vậy á, mà có cháy vẫn xài được. Dơ hay là chết, được không các anh chị? Thậm chí mấy chị nữ không có cái gì để che, thò cái tay kéo cái áo ngực ra che. Chuyện đó cũng rất là bình thường, không có gì để bàn cãi nha. Mà nhớ là nếu có cấp thiết quá lấy ra xài thì nhớ chia cho thằng kế bên một nửa. Đừng có xài cả cặp lãng phí, còn nó không có nó chết tội nghiệp nó. Rồi tiếp nè các anh chị, không lấy bất cứ tài sản gì hết. Phải cho nhanh. Tôi nói đến trường hợp đang tắm gội một đầu xà bông, người ta la lên cháy là phải kéo cái khăn che chạy. Ai mà chạy không có thấy cái khăn che thì đẩy nguyên xe trái cây chạy vòng vòng. Còn ai mà là mặc đồ á thì thôi xịt luôn nước hoa đi ở dưới nó tẩn liệm luôn khỏi rửa rượu. Phải nhanh. Chạy xuống không mới chạy lên, chỉ có trường hợp hết đường rồi mới phải chạy lên. Còn chạy xuống bằng cầu thang này không được thì xuống bằng cầu thang bên kia. Chạy ra không được chạy vô. Được không các anh chị? Rồi, không vô thang máy, không vô nhà vệ sinh. Muốn băng qua lửa thì phải lấy mấy miếng vải, khăn trải bàn, rèm cửa, thậm chí cái áo mình nhúng nước căng ra để che băng qua. Chúng ta chỉ có cơ hội qua một lần, nếu sợ không ra thì sẽ không bao giờ ra được nữa. Được không các anh chị? Đó là kỹ năng mềm nhất rồi đó. Còn trong thực tế còn nhiều kỹ năng nữa, các anh chị lên mạng tìm hiểu giùm em. Có cháy tôi làm cái gì? Ví dụ tôi ở chung cư, có cháy tôi làm cái gì? Tôi làm việc trong tòa nhà văn phòng, có cháy tôi làm cái gì thì tìm hiểu. Chúng ta thời đại công nghệ chỉ cần mở lên hỏi là sẽ có cả clip để coi. Đừng mở điện thoại lên nằm coi cười coi xà lơ cười như con điên mà rốt cuộc không biết cái gì hết. Là nó hơi tiếc các anh chị ạ. À. Rồi dặn với các anh chị thêm một việc nữa. Không sạc thiết bị điện tử ban đêm. Laptop, iPad, điện thoại, xe đạp điện sạc lúc còn thức, không sạc lúc đi ngủ. Sạc ở dưới sàn, không có đưa lên trên giường sạc. Tôi thấy có bạn đi ngủ kéo luôn cái ổ điện lên giường. Vừa cắm sạc, vừa chơi game xong đi ngủ để luôn ổ điện, rồi ôm ổ điện ngủ luôn. Trời ơi, điện mà như người yêu rồi đó. Nói hơi dơ với mày chải ke nó giật mày lè lử à. Rồi sạc điện thoại đầy thì làm ơn rút luôn cục sạc. Đun ấm đun siêu tốc nước sôi là bơi luôn, rút luôn cái điện. Ra khỏi nhà chỉ có tủ lạnh là không được ngắt, camera là không được ngắt, wifi là không được ngắt. Còn cái gì không ngắt, không xài thì phải ngắt. Chứ không phải chúng ta để đó liên tục như vậy, không ổn. Cái thiết bị điện nào có biểu hiện lạ là phải sửa chữa. Tôi nói ví dụ cái quạt máy. Có bạn cắm quạt máy phải lấy tay quay trớn nó mới chạy, không quay nó không chạy.
nằm đó mà cái quạt máy trên tường xuống tới giữa cạch quay lên xuống đó cạch quay lên cạch vẫn là xài, nó cạch mình vậy mà vẫn xài. Phích cắm điện rớt xuống bể không có tọt 2 sợi đồng vô xài nha. Đấu nối dây dẫn điện là phải băng keo đen chứ không phải băng keo trong, không phải bọc ni lông quấn lấy hột quẹt hơn, đúng không anh chị? Cắm thiết bị điện thì một phích cắm thì cắm vừa đủ số lượng, không được làm tăng cái lỗ lên để cắm cho nhiều ra, được không các anh chị? Chấp hành tốt giùm em các quy định về phòng cháy, ví dụ ghé cây xăng đổ xăng là cấm hút thuốc, tắt máy xe, cấm sử dụng điện thoại, đến đâu chấp hành giùm em, xuống tầng hầm mình cũng vậy. Mà hình như em nói này ngoài lề tí, mấy anh chị đừng quay kỳ quá. Ở chỗ nào mà càng cấm người Việt mình càng thích thì sao? Chỗ nào cấm đổ rác đổ như cái núi đó, chỗ nào cấm đái đái như trâu, chỗ nào cấm hút thuốc hút nhiều hơn. Rồi đứng trên lầu hút thuốc xong búng tàn thuốc, ban phước tháng 7 nào dính được nhiều dính. Vậy các anh chị đã chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy chưa? Chưa. Nên các anh chị nhớ ai làm được gì thì làm liền. Ví dụ như cái tủ lạnh nó nóng thì xung quanh cái tủ lạnh đừng để cái gì dễ cháy. Cái cốp xe gắn máy nó nóng thì đừng để gì dễ cháy vô cốp xe. Cái ổ điện ở đó thì không thể nào đem một đống giấy tờ để kế bên. Đó là những kiện đơn giản nhất á. Thì mình chỉ nói với các bạn đơn giản những cái kỹ năng đó để về chúng ta rút kinh nghiệm thêm vô. Tôi nói đừng nói cháy nổ. Đi đường có cái điện thoại, nó đổ chuông liên tục là biết nó gấp. Gấp thì phải tấp xe vô lề, chống cái xe xuống rồi lấy cái điện thoại lên, đứng thẳng người lên hãy nghe. Vừa nghe vừa quan sát như vậy thì làm sao mất được điện thoại. Còn chạy một tay nghe một tay, nó đi bên hông nó kêu đưa đấy, nó hết hồn đưa điện thoại nó. Xong cái khóc quá trời nó giật, trong khi camera quay là nó kêu đưa mình đưa mà. Ở nên các chị cẩn thận. Nhận một cái lời mời kết bạn ở trên Facebook cũng phải xác minh coi anh đó là ai, có quen hay không, chứ không phải ai cũng nhận lời mời hết nha. Nhận đi rồi bao nhiêu cái kho ảnh của mình về tay nó, rồi nó đăng lên cái trang mà tìm Sugar Baby rồi Lady gì đó, rồi bố đường mẹ đường rồi tiểu đường luôn, ráng chịu à. Rồi không có chia sẻ những cái thông tin cá nhân của mình lên, đúng không các anh chị? Giữ lấy bí mật. Đó là những cái chuyện đơn giản, kỹ năng mềm á. Thì các anh chị tìm hiểu thêm ha. Chúc các anh chị lúc nào cũng phòng ngừa.